Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Mở đầu cho chương trình giao lưu ngày hôm nay, xin kính mời quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh cùng lắng nghe một ca khúc mang tên Sống như những đóa hoa, tác giả Tạ Quang Thắng, qua phần trình bày của anh Huy Hùng đến từ Chống Thanh Niên. Đời trôi thật nhanh để cho lòng tôi nhẹ hơi sầu đau. Ngỡ như trên đời thiếu như những đủ người dặn người gặp đời. Tôi từng mong tôi không là tôi. Tôi từng mong tôi giống bao người
với mong muốn đây là phương tiện giúp cho các thầy cô giáo, phụ huynh giáo dục con em mình về mặt đạo đức, nếp sống, cách ứng xử với mọi người xung quanh, hướng các em có suy nghĩ đúng đắn, dần hoàn thiện đạo đức và xây dựng lối sống hướng thiện, có trách nhiệm với cộng đồng. Kính chào thầy cô, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, thân ái với bạn bè. Nhờ có được ý thức hướng đến những điều thiện, các em lớn lên sẽ có tinh thần trách nhiệm với bản thân, gia đình, trường lớp và cộng đồng xã hội. Các em sẽ biết yêu thương, biết chia sẻ, biết giúp đỡ cùng nhau trưởng thành, hoàn thiện nhân cách để thành công và hướng tới một cộng đồng đạo đức. Các em ơi, các em có nhìn thấy những bức tranh ở đây không? Có đúng không? Mà các bạn có một tên thì những bức tranh này được thiết kế đầy màu sắc với rất nhiều những hình vẽ sinh động và rất là dễ hiểu. Bên cạnh đó còn mang lại rất nhiều ý nghĩa, giá trị, rất nhiều giá trị ý nghĩa này, bổ ích, luôn đồng hành cùng với các em trong suốt những tháng năm cấp sách đến trường. Và bộ tranh này thì chắc chắn sẽ để lại dấu ấn tốt đẹp trong tâm hồn của con trẻ mãi về sau. Những bức tranh có nước học đường này thì sẽ phù hợp để treo tại trường học, công viên, nhà văn hóa thanh thiếu niên và các trung tâm ngoại ngữ. Và tiếp theo chương trình thì để cho các bạn có thể hiểu hơn về những bức tranh đạo đức học đường này thì anh chị có mang đến cho các em một mini game, đó là một trò chơi có tên là nhân đây quả ở đâu. Và xin mời chị Trần Thị Lan sẽ cùng tham gia chơi với các em trò chơi này ạ. Học sinh có lớn nhận được quà không ạ? Không lớn không? Rồi, nhưng mà nếu mà các bạn muốn nhận được quà thì các bạn hãy cùng với các chị tham gia một trò chơi vô cùng là hấp dẫn nha. Câu chị hỏi là cánh tay của các bạn ở đâu? Cánh tay của các bạn ở đâu? Rồi, vậy thì chị sẽ chọn tháo bạn lớn nghe nha, để sẽ là lên trên này cho trò chơi cùng với chị. Rồi chị sẽ là chọn những cánh tay ở trên tay. Cánh tay ở đây đâu rồi? Cánh tay đâu rồi? Rồi các bạn lớp 4 ha. Các bạn lớp 4 nào không? Rồi chị xin mời em đi. Rồi. Rồi chị xin mời lần nữa ha. Rồi chị xin mời em. Chị sẽ có một số câu đố cho
các bạn với lớp 1 và lớp 2. Và trò chơi này có tên là những câu hỏi chấm não. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Câu đầu số 1 này rất là dễ nhá. Nghề gì mà các bác sĩ phải bó tay? Wow, rất là nhiều cánh tay. Tôi xin mời một bạn xa nhất. Em chọn trưởng. Vâng. Con nào chọn? Nhân ạ. Nhân. Bệnh gì hả con? Bệnh nhân. Gần chính xác chưa đúng hẳn. Bệnh gì nào? Bệnh gì mà phải bó tay hả các bạn? Làm sao mà phải bó tay? Tay mình bị làm sao thì mình phải bó. Nào, bạn nào biết? Bó tay. Này hơi rất chính xác. Tay gì hả con ạ? Vây tay, đúng rồi. Chị có hỏi con giới thiệu về bản thân mình nào? Học lớp 1A và một phần quà dành cho bạn Ngân. Ngày hôm nay gửi tặng cho bạn Ngân, chúc mừng con. Các bạn có muốn nhận quà nữa không? Tôi để chúng ta bên này nhá. Chung của các bạn là 1 luôn. Mà câu này chỉ đoán trước rất nhiều bạn biết. Con vịt đi trước hai con vịt, hai con vịt đi sau hai con vịt, hai con vịt đi giữa hai con vịt, hỏi có mấy con vịt? Rồi mời em. Sáu con vịt. Sáu con vịt, rất tiếc chưa chính xác. Xin mời bạn khác. Rất tiếc vẫn chưa chính xác. Xin mời các bạn hãy đếm kỹ nào. Xin mời con. 6 con vịt đúng không? Nào các bạn lớp 2, chúng ta sẽ không đếm lại. Không đếm con vịt nhờ. Thích kỷ nó hết thì nó mới sao.
nhìn lên trên này để xem đó là kết quả của 6 bạn trên này có đúng không nha. Nếu không đúng là quyền sẽ là của các em. Ở đây đứng lên nha. Đó là ở đây là có nhân giữ sơ trên tính tóm mà thì quả sẽ là chân ta vừa lên nhà ăn đi. Rồi các bạn nghe rõ không ạ? À không nghe rõ à? Thế thì đi chi vào ngoài nha. Đó là nhân giữ sơ trên tính tóm mà quả sau này đó là được tâm ta mệt đồn nhẹ nhàng yên vui. Các bạn thấy có đúng không ạ? Nếu đúng các bạn thấy có đúng sao đây ạ? Rồi, đó là trả lời hoàn toàn chính xác. Rồi, chị xin mời em tiếp nha. Đó là nhân đấm thân vào gian khó chẳng có tính thiệt thôi thì quả sẽ là phút lần phút trở lại của hồ ngay sau. Rồi các bạn nghe rõ không? Rồi chính là ngoài à. Nhân đánh thân mà gian khó chẳng có tính tuyệt hơn thì quả sau này sẽ được phúc lành sức khỏe tràn đầy mai sau. Và câu trả lời được là hoàn toàn chính xác. Rồi xin mời bài là dân trả lời đi ạ. Nha, tiếp tục nha. Hãy ghép nó cái tên như thế này các bạn ạ. Nói cho ai cũng thương nhau và quả là mềm mình có cả chân cầu đi theo. Câu trả lời này hoàn toàn chính xác. Nhất là tính già và để tuổi cho quả là sống lâu khỏe mạnh, ấm no lập trời và đây là một đáp án rất chính xác. Cô các bạn trường đồng hái thông minh đúng không? Và tiếp tục nha. Nhất là giúp quyền kiến tập trồng cây quả là phần mình người đời sau phúc tròn đầy viên mãn. Rất chính xác luôn. Và chị này chị là mang thế ạ. Là môn mạng với cô ạ. Với nhân đó là yêu thương quý trọng mọi người thì sau này quả được anh chị là tốt mạng kinh thần lớn để yêu thương mọi người. Rồi, và cũng là một cái trả lời hoàn toàn chính xác. À, đúng không ạ? Các bạn ở trường đại học Hồng Thái rất là giỏi ạ. Vậy thì các bạn còn trần trần thì các bạn muốn xuống đến đây cho các bạn cũng ở trên đây ạ. Rồi, các bạn có lời thúc khác thì bây giờ đã có các em ở đây. Các em hãy giới thiệu về bản thân mình chú cho những toàn nhá. Đó, có một bảo tàng nữa. Ôi thơ, lâu lâu rồi. Yeah.
Nguyễn Văn Thư, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Du lịch. Kính thưa các đồng chí trong đoàn, kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng các em học sinh thân mến. Như chúng ta thấy, sách là kho tàng tri thức, là sản phẩm văn hóa tinh thần, đóng vai trò rất quan trọng cho cuộc sống con người. Sách là sự tích, sách là tích tụ tri thức lớn lao của nhân loại, là một kho tàng vô giá cho muôn đời. Dường như tất cả những vấn đề thuộc các lĩnh vực khác nhau được viết trên sách. Đọc sách từ lâu đã trở thành một nhu cầu cần thiết của xã hội loài người. Qua đọc sách, chúng ta tìm được những thứ ta cần, học được những thứ mới trong những cuốn sách. Thế được tầm quan trọng của sách như vậy, đã nhiều năm nay, trường tiểu học Hồng Thái đã phát động phong trào đọc sách rộng khắp trong nhà trường. Và đọc sách đã là thói quen của mỗi em học sinh. Nhu cầu mượn sách của các em là rất lớn. Số đầu sách trong nhà trường dần không còn đáp ứng được nhu cầu. Tôn Thực Quang đã tổ chức giao lưu với các em về luật nhân quả và tặng sách cho nhà trường. Đây là việc làm vô cùng bổ ích và quý giá. Thay mặt cho toàn bộ các đồng chí, cán bộ, giáo viên và các em học sinh trong trường, tôi xin cảm ơn các đồng chí đã dành tình cảm đặc biệt sâu sắc cho các em học sinh trong trường. Chúc các đồng chí cùng đoàn và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúng tôi mong rằng đoàn sẽ quan tâm nhiều tới trường và tổ chức cho các em nhiều hoạt động hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. Sẻ rất là ý nghĩa của ông Vũ Trọng Thiên, phó hiệu trưởng trường tiểu học Hồng Thái ạ. Các bạn ơi, trước khi kết thúc chương trình, chúng ta cùng nhau luyện thanh một tí nhá. Các bạn khối lớp 3, lớp 4, lớp 3, lớp 4, lớp 5 có nghe rõ chị nói không? Rồi, khi chị hô là ô thì các em sẽ hô là a. Các bạn hãy thử nhá. Ô a. Ô a. Ô ô. Ô ô ô. A a a a a. Ô, các bạn hay thế nhở. Bây giờ chúng ta sẽ lên cấp cao hơn, đó là khi chị hô là sống để làm gì thì các bạn sẽ hô to là làm người có ích nha. Chuẩn bị, sống để làm gì? Sống để làm gì? À, các bạn trường tiểu học Hồng Thái không chỉ thông minh mà còn nói rất là hay nữa. Chị hô 1, 2, 3 thì các bạn sẽ hô thật to là chào mừng đến với tiểu học Hồng Thái. Các bạn nghe rõ chưa? Chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Rất tuyệt vời. Xin cảm ơn tất cả các bạn nhỏ trường tiểu học Hồng Thái. Và cô Phổ Hiệu, các em vừa hô cũng đã kết thúc chương trình giao lưu ngày hôm nay. Cuối chương trình xin được kính chúc quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các học sinh, chúc các thầy cô công tác tốt, nhiều sức khỏe và luôn tâm huyết với các thế hệ học sinh. Chúc cho tất cả các em nhỏ trường tiểu học Hồng Thái chăm ngoan, học giỏi, đạt được nhiều kết quả tốt và ngày càng trở thành những em bé có tài năng và có đạo đức để có thể cống hiến và đóng góp thật nhiều cho xã hội sau này. Xin cảm ơn tất cả các em. Chào tạm biệt tất cả các bạn.